lẽ một số quý vị ở đây biết anh Phạm Phú Nam. Hơn một năm trước đây, anh Nam bị ung thư não. Khối u ở não đã làm đôi mắt của anh bị suy nhược và mờ dần đi. Khi ấy, vợ anh, chị Yến, đã trở thành đôi mắt của anh, trở thành chiếc nạng của anh. Nếu anh là đêm, chị sẽ là ngày. Nỗi đau của ngày, nỗi đau của chị Yến là phải chứng kiến cảnh người bạn đời của mình trong cơn bão bệnh và lo sợ hạnh phúc có thể vụt bay bất cứ lúc nào. Chị như ngọn nến, cố cháy hết mình để tỏa sáng, để khỏa lấp cho màn đêm. Trong những lúc gian nan hoạn nạn, ta càng thấy rõ hơn sự cao đẹp của tình nghĩa vợ chồng. Hải Sâm đã viết bài Nỗi đau của ngày từ cảm xúc về câu chuyện tình của anh Nam và chị Yến và nỗi đau của người vợ là chị Yến khi chồng mình trong cơn bạo bệnh. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nỗi đau của ngày. Xin mời chàng vỗ tay cho nam ca sĩ Quang Khải. Xin cảm ơn nhạc sĩ Hải Sâm và Quang Khải xin kính chào tất cả quý vị. Dài. Ôi nỗi đau của
lệ rưng đôi mắt ấy. Có khi nào tôi cháy cả đời em? Một ngọn nến trong đêm, em dịu dàng như ban mai nơi tăm tối. Em sẽ muôn đời bên tôi sáng. Một vầng dương, cuộc đời như giấc mơ chưa nghe chiều hôm đêm ngày bên nắng cũ. Tình mình như trăng sáng trong đêm thâu, em kề bên tôi nương náu đôi đau ngày. Em kề bên tôi nương náu. Thank you.